ูตัวเลขให้MV Aigota và Biruli đã hợp tác qua nhiều thập kỷ, nhưng mối quan hệ này chưa chính thức tuyên bố. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong năm nay khi MV Aigota lựa chọn Biruli trở thành nhà cung cấp lốp xe chính thức. MV Aigota đã thiết kế một chiếc Brutale 800RR, phiên bản giới hạn dành cho Biruli. Chiếc xe được ví như là đứa con tinh thần trong nhiều thập kỷ qua giữa hai gã khổng lồ này. Xe được phổ biến trên toàn thế giới và bị ràng buộc bởi giá trị cốt lõi chung như thiết kế và nhãn hiệu Made in Italia, kết hợp với tinh thần thể thao và sự đổi mới tối đa. Chiếc Brutale 800 này do trung tâm nghiên cứu Cattiglione điều chỉnh với sự hợp tác của Biruli Design, phòng thí nghiệm Bicocca thiết kế. RR Biruli có sẵn hai tông màu là đen mờ phối hợp với màu đỏ hoặc màu xám kết hợp với màu xanh lam. Một sự bổ sung đáng chú ý khác là yên xe bằng da, khâu thủ công, phù hợp với màu sơn tùy chọn. MV Aigota Brutale 800RR Biruli sử dụng vành bánh rộng 6 inch chỉ dành riêng cho phiên bản RR này. Nó được bọc bằng lớp Biruli Diablo Super Corsa SB, có kích thước là 255 ZR17. Biruli đã từng hợp tác với MV Aigota phát triển chiếc Diablo Brutale trong quá khứ, nhưng chiếc xe này không được bán thương mại. Nhưng bây giờ, nhờ hợp đồng cấp phép, MV Aigota Brutale 800RR Biruli sẽ được bán ra thị trường. Chiếc Brutale 800 này vẫn sử dụng khối động cơ có công suất là 140 mã lực ở 13.100 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 86 Nm. Các tính năng trên xe bao gồm công nghệ sensor điện tử, một ly hợp thủy lực và một hệ thống kiểm soát bám đường 8 cấp. Xe sử dụng phuộc Mazoki 43mm và một giảm sóc sát gắn liền với cánh tay đòn một mạch. Phanh thương hiệu Rambo được sử dụng với đĩa 320mm ở bánh trước, 4 piston và bánh sau là phanh đĩa đơn 220mm. Brutale 800RR được trang bị công nghệ chống bốc cứng phanh ABS của Bosch. Mẫu xe này đang được bán tại Thái Lan với mức giá vào khoảng 830 triệu đồng. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.